Ok, xin chào tất cả các bạn, mình là Miu Seven, còn đây là bác sĩ em. Và anh em tụi mình là hội những con em Rich Kids. Tụi mình được sinh ra từ vạch đất. Và hiện tại bây giờ tụi mình đang đứng ở vạch đất và trên tay tụi mình là hai cái khăn. Hôm nay tụi mình sẽ đến với các bạn một trò chơi, đó là bịt mắt và tự tìm đường đi. Đây, đó là tụi mình sẽ đi theo cung đường này nha. Dòm vậy thôi chứ không có dễ đâu nha các bạn. Cung đường bê tông đó, vòng tròn đó, suốt qua đầu kia đó, đầu chỗ cái ô vòng tròn đó, xong rồi quay về chỗ cái thùng rác và quay về chỗ cái ghế đá, bọc xuống đây, bọc xuống đây, và tụi mình trở về vạch đích. Và ai về trước sẽ là người chiến thắng. Và phần thưởng hôm nay tụi mình là những người con Rich Kids, cho nên là những cái phần thưởng toàn là những đồ hàng hiệu xa xỉ tên 50 triệu không á. Ok, let's go và bắt đầu. Let's go. Ok, và bây giờ tụi mình sẽ quấn cái khăn bịt mắt lại nha. Bịt ra không anh gian nhá. Đúng rồi, rồi ok. Số mấy đây? Hả? Rồi, chuẩn bị. Số mấy đây? Hả? Số mấy đây? Số nào? Rồi, không gà, số mấy? Không có gà. Làm gì thấy đường mà số thì đọc đọc, em đưa số mấy? Số 10. Sai. Bây ra. 3, 2, 1, bắt đầu. Thì đúng ra với ông nội. Má tẻ đập đầu chết luôn, lấy cho tao cái nón bảo hiểm. Sao đi đâu vậy? À đúng rồi, tao có cách rồi. Ôi khôn như mày, quê tao đây. Mày đi theo tiếng chân của tao. Mày này nó ăn gì cái khôn dữ vậy. Cường đâu rồi? Gì hả? Mày chơi ăn gian, mày đi theo bước chân của tao phải không? Đứng lên đi các bạn. Cái gì vậy? Thằng kia té hay sao á? Thấy chưa vậy trời? Thấy chưa? Cũng này cũng mệt quá, cẩn thận cũng đầu té chết rồi, cũng vừa cái đa mà tết đầu luôn. Mày chơi ăn gian, chơi gần người đây rồi, người quen đây rồi. Gà con má đá xuống dưới đá chết què giò. Dưới đá này
Rồi, tới đây rồi, sẽ tới đây rồi. Em tới rồi. Má, thằng Thắng rồi đó mày. Rồi, sao? Yeah. 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 Khó đi cực kỳ luôn. Kìa gì đó. Rồi, về đích. Ui dồi. Rồi, về đích. Thôi ơi, khó. Sao? Cảm nhận sao anh Cực? Có đường đường đi không? Trao giải, chiều chạy ra lấy đôi gu xì. Nói chung là khó đi lắm, không có thấy đường này đi. Mò không các bạn ơi. Nói chung là không thấy đường đi, khó đi lắm. Mình thì mình ăn gian bằng cách là mình ngồi mình vuốt theo cái bờ này nè, mà ai về hàng kia nó cũng giống mình thôi. Nó ngồi cái nó nghỉ nữa kìa. Nó ôm được cái đá nó ngồi nó nghỉ. Mình tưởng là với cách ăn gian của mình sẽ về sớm, nhưng mà ai về mình thua. Ok, hai mệt. Và video của mình xin được kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì hãy bấm like, bấm subscribe, bấm chia sẻ cho ông Miu Seven và anh em nhà bác sĩ nha. Bye bye. Bye bye. Vô tay.